Hello, xin chào bạn nha. Đây, đây là một em kỳ nhung, vẫn còn vẹn rất là đẹp nha bạn. Đây, kỳ nhung hoa. Đây. Mình rất thích những con kỳ nhung như này nha bạn. Đây. Đây đó. Hoa chúng vẫn còn chưa ngủ nha bạn. Đây. Dùng này gần cho bạn xem nha. Đó. Wow, rất là tuyệt vời nha bạn. Đây. Đây. Mình sẽ so sánh cái ngón tay của mình nha bạn. Đây. Thì cho bạn xem nha. Mình rất thích những con kỳ nhông con dễ thương như thế này nha bạn. Đây. Mình phải biết vuốt ve chúng nha bạn. Con này thì nó không chạy giống con kia nha bạn. Đây rất là tuyệt vời nha bạn. Đây. Để cho nó lấy lại màu sắc nha bạn. Đây. Nó chỉnh màu để quay cho đẹp nha bạn. Mà gió quá, sắp mưa đến nơi rồi. Các con nghe thấy tiếng sấm không? Đó, chạy nữa rồi. À, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Sắp trời mưa rồi thôi, mình không có đụng chạm nó để cho nó né mưa nhớ mà. Sắp một cơn mưa rất là to rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem video.